Kính chào quý vị và các bạn. Thông tin tiếp theo về cơn bão số 7 sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết ngày hôm nay. Đêm qua và sáng sớm nay ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão số 7 ở trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 17. Trong 2 ngày tới, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc sau chuyển hướng Tây Tây Nam và cường độ giảm chậm dần. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 8, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 14, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Cảnh báo dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, với nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, với nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Chuyển sang thời tiết trên đất liền. Hôm nay ở Bắc Bộ, khối không khí lạnh đã suy yếu dần về cường độ và di chuyển lệch ra phía đông, nên trời chỉ lạnh trong đêm qua và sáng sớm nay. Ngày có mưa vài nơi, trời có nắng và thời tiết ấm áp, với nhiệt độ cao nhất lúc trưa chiều là 26 đến 29 độ. Với khu vực Trung Bộ, do không khí lạnh và nhiễu động gió đông, hai nguyên nhân gây mưa chính cho khu vực này suy yếu dần, vì vậy mưa sẽ tiếp tục suy giảm hơn trên toàn khu vực, chỉ còn xuất hiện mưa vài nơi. Vào ban ngày trời sẽ chuyển nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng hơn so với những ngày vừa qua. Với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Riêng một số nơi như Phan Thiết hay La Ghi tại Bình Thuận có thể đạt mức 32 độ. Khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay, trời có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ.